Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Gia Truyền hình Long An. Ủy ban nhân dân huyện Đức Huệ tổ chức phiên họp thường kỳ quý 1 để đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Trong quý 1, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn quyền Đức Huệ tiếp tục phát triển, các cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng. việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có sự tập trung, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên. Bên cạnh đó, quyền cũng có một số tồn tại hạn chế, như việc thu ngân chưa đạt sơ giới cùng kỳ năm trước. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn quyền còn khó khăn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quyền đề nghị Thủ trưởng các cơ quan quyền, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, khẩn trương tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đạt và dược nghị quyết Hội đồng Nhân dân quyền giao trong năm 2024. Quyền nước Hòa tiếp và làm việc với đoàn công tác quyền Tu tỉnh Con Tâm về chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được thông tin về tiềm năng phát triển về kinh tế xã hội của quyền Đức Hòa và quyền Tu cũng như những định hướng trong tương lai của hai địa phương, đồng thời chia sẻ nhiều nội dung về các dự án giảm nghèo như phát triển giáo dục nghề nghiệp, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, các giải pháp giảm nghèo của địa phương như hỗ trợ chốn dây, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, phát triển các chuỗi liên kết. Sau khi trao đổi, đoàn đã đi thực tế tại trang trại trồng chuối của ông Võ Quang Huy, xã Hiệp Hòa, qua đó tìm hiểu thêm về mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại huyện. Quyền một Quá tổ chức Ngày hội việc làm năm 2024 Ngày hội đã thu hút nhiều công ty doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong và ngoài tỉnh, cùng với trên 100 người lao động, cán bộ, đoàn viên thanh niên, quân nhân xuất ngũ và các em học sinh tham dự. Tại ngày hội, người lao động và các em học sinh được các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, tư vấn giới thiệu việc làm, các chính sách giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ dây chốn đối với các nhu cầu việc làm, đặc biệt là xuất khẩu lao động và du học ở nước ngoài như Nhật Bản, châu Âu. Đây là cầu nối gắn kết doanh nghiệp với người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, hướng nghiệp, tư vấn chọn các ngành học, nghề học, thông tin thị trường lao động và các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Tinh học tỉnh Long An khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh bậc B1 cho lực lượng cán bộ nhân viên đơn vị. Chương trình đào tạo nhằm từng bước nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ nhân viên trong đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng là lực lượng trực tiếp làm công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện tàu bè, nội địa và xuất nhập khẩu và hàng hóa tra vào khu vực cụm cảng của các huyện, bến lức, cần đứa, cần ruột. Do vậy, việc bộ trưởng ngoại ngữ là rất cần thiết trong quá trình giao tiếp, hợp tác đối ngoại. Phát quy trai trò của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc chăm lo đời sống cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Chánh, huyện Cần Đức đã hỗ trợ về kiến thức vốn gia về nghề việc làm cho hội viên khó khăn qua đó giúp hội viên ổn định thu nhập cải thiện đời sống góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo trên địa bàn là một trong những chi hội phụ nữ có nhiều hội viên khó khăn chi hội phụ nữ ấp Quà quế xã tân chánh quyền cần đứa đã giới thiệu cho hội viên được tiếp cận dây vốn từ các nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội vốn từ các tổ tiết kiệm để chăn nuôi mua bán nhỏ phát triển kinh tế gia đình từ đó giúp các hộ dân nghèo cận nghèo cải thiện thu nhập ổn định cuộc sống không không có tiền mà nhà cái nguồn vốn dai là chị buôn bán với lại nuôi tôm nhà có đồng tiền nó xây được uh, buôn bán với lại thả tôm rồi nuôi mấy năm trước thì cũng có lời còn như, như sau thì hơi dở nuôi đủ vốn nữa <laughs> khi có khi cũng học Ê, nhà có số tiền dai đó là mình thả làm lại trước hồi đó thì đi xà lan với ông xã rồi lên chăn nuôi mấy năm nay 3 năm từ ngày nhận được nguồn giống chăn nuôi thì thỏa thuận 100 con sim tôi lại được 3 triệu nửa tháng bán bài nửa tháng bán bài nửa, nửa tháng là bán cái mình có thu nhập hội liên hiệp phụ nữ xã Tân Chánh hiện có 1.500 hộ chiên trong đó 356 hộ chiên được tiếp cận dây vốn với số vốn 20 tỷ đồng đã giúp năm hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo. Có thể thấy chương trình cho chay do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện đã và đang đạt được những kết quả rõ rệt, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, và quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Trong cái hội viên của cô 60 hội viên thì nhiều phát triển như chị Mỹ Hồng, gia nuôi tôm là chính xác mục đích, đúng mục đích, sử dụng vốn Gia 90 triệu giải quyết làm là mấy anh nuôi tôm, rồi chăn nuôi, còn dài cái 20 triệu gì nước sạch môi trường thì làm nhà tắm nhà cầu đồ đàng hoàng hết à, nguồn vốn của ngân hàng chính sách à, đưa về xã Tân Chánh thì chủ tịch hội phụ nữ hạnh cũng tuyên truyền ra cho các xã ấp thì chị em dài về là phát triển kinh tế cũng đàng hoàng lắm cũng nhờ đời cái cái nguồn vốn của đó thì chị em mới được khỏe mới được dương lên Thông qua nguồn vốn đã tạo động lực cho người dân mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nhiều mô hình dự án làm ăn hay được nhân rộng, góp phần giúp các hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, người chết tim có thể hiến được nhiều mô tạng. Tuy nhiên, luật hiến ghép mô bộ phận cơ thể người của Việt Nam hiện chưa đề cập vấn đề này. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo về cập nhật khoa học kỹ thuật và công nghệ mới – trong khám chữa bệnh do câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện phía Bắc tổ chức tại Quảng Ninh. Bên cạnh mô tạng từ người cho chết não, thì người chết tim hiến mô tạng là một nguồn quan trọng để khắc phục tình trạng khan hiếm tạng hiện nay. Do đó tới đây, Bộ Y tế sẽ đề xuất quy định này và các bệnh viện cần có hội đồng đánh giá chết tim ngoài hội đồng đánh giá chết não. À, cái đó thì đúng là thế giới họ đã làm, và Việt Nam cũng sẽ làm và nhưng mà sắp tới thì chúng ta phải đề nghị điều chỉnh một số điều trong cái luật hiến và ghép tạng vào các bộ phận cơ thể người trong đó có cái vấn đề là trong các cái sau chết ý, thì có thể là sau chết não hoặc là sau ngừng tuần hoàn tức là gọi là chết tim đưa vào cái tiêu chuẩn đó nữa để mà tăng thêm cái nguồn mà người cho chết não về cái khó nhất của chúng ta bây giờ chính là cái nguồn tạng hiến quá hạn chế quá khiêm tốn và chúng ta chủ yếu lại hiến từ người sống. Trong khi đó thì xu hướng ở trên thế giới cũng như là để bảo vệ người bệnh, để bảo vệ cái người hiến thì chúng ta phải tăng cường cái nguồn hiến từ người chết não, chết tim. Và đó chính là cái mục tiêu lâu dài của ngành y cũng như là của ngành ghép và trung tâm điều phối ghép tạng chúng tôi là hướng tới cái chuyện khuyến khích để tăng cái nguồn hiến từ cái người chết não, chết tim. Trong nước có 25 đơn vị thực hiện ghép tạng, nhưng 3 năm gần đây chỉ có 4 bệnh viện duy trì ghép tạng thường xuyên với số lượng trên 100 ca ghép trên 1 năm. Các đơn vị còn lại rất ít hoặc không ghép, nguyên nhân chính cho không có tạng hiến. Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình bệnh dạ gia tăng đột biến với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi số giấc cùng kỳ 2023, 10 trường hợp. Bộ Y tế có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dạy. Theo đó, chủ động giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó mèo nghi dại, cắn để hướng dẫn tiêm phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và xử lý ổ dịch kịp thời, đảm bảo đủ và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với vaccine phòng dạy, quyết thành kháng dạy, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao. Bố trí mỗi quyền có ít nhất một điểm tiêm, ở những nơi địa bàn rộng và địa hình khó khăn, xem xét bố trí thêm điểm tiêm phòng. Tiếp theo là thông tin hoạt động tại một số địa phương trong tỉnh. Đội cảnh sát giao thông Trực tự công an quyền Thủ Thừa ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Theo kết hoạch tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, xe đưa rước công nhân và học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quyện của Công an Quyền Thủ Thừa diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 14 tháng 5 năm 2024. Trong ngày đầu tiên thực hiện, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quyền kiểm tra điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện về các nội dung vi phạm hoạt động trận tải đường bộ. Qua đó cũng kịp thời nhắc nhở người điều khiển phương tiện phải chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông. Trong quý 1 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức được 196 ca với 793 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua tuần tra, ra quyết định xử phạt 605 trường hợp với số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 146 trường hợp. Đoàn y bác sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ban ngành đoàn thể thành phố Tân An, huyện Tân Hưng và đồn biên phòng Sông Trăng phối hợp tổ chức chương trình tháng 3 biên giới với các hoạt động thiết thực. Tại đây, đoàn y bác sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 100 suất là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai xã biên giới, Hương Tiền B và Hưng Hà, quyện Tân Hưng. Các đơn vị cùng mạnh thường quân nhà hảo tâm đã trao tặng 30 phần quà cho các em học sinh nghèo khó khăn. Trao tặng 70 phần quà nằm trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt, tổng trị giá 500.000 đồng một phần. Dịp này, Hội Cựu Chiến binh thành phố Tân An cũng trao tặng bản tượng trưng nhà đồng đội với số tiền hỗ trợ là 70 triệu đồng cho Hội Cựu Chiến binh quyền Tân Hưng. Đoàn công tác thành phố Tân An cung cấp mạnh thường quân cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sông Trăng. Được sự hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa của quyền Đức Hòa, mỗi căn 60 triệu đồng, quyền Đức Huệ đã tiến hành xây dựng hai căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở, sau thời gian thi công, huyện đã bàn giao hai căn nhà cho gia đình để đưa vào sử dụng. Đây là động lực để các hộ gia đình dương lên trong cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Liên đoàn lao động tỉnh Long An vừa trao tặng máy ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Văn Cảnh thuộc công đoàn cơ sở xã Tuyên Bình, quyền Vĩnh Hưng. Diện tích xây dựng 77m2, giá trị xây dựng là 130 triệu đồng. Công đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Long An hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Nghị sẽ tới thăm Canberra vào tuần sau, một dấu hiệu khởi sắc trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang dần tan băng sau nhiều năm căng thẳng. Thủ tướng Albanese cho biết, Ông rất mong chờ chuyến thăm sắp tới của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc. Theo ông, đây là một tín hiệu tích cực khi các bên có thể đối thoại trực tiếp với nhau. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính phủ công đảng do Thủ tướng Albanese lãnh đạo đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc. Sau nhiều năm căng thẳng, do Canberra cấm tập đoàn Huawei của Trung Quốc triển khai mạng 5G và kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch COVID-19, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng việc áp thuế đối với các sản phẩm hàng hóa của Australia. Nhà chức trách Peru cho biết, khoảng 700 cảnh sát Peru vừa đột kích hàng chục địa điểm trong nước, cũng như ở khu vực biên giới giáp với Ecuador. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm vũ khí cùng khoảng tiền mặt trị giá hơn 60.000 đô la Mỹ. Cuộc đột kích nằm trong một chiến dịch lớn của cảnh sát nước này nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm buôn bán vũ khí trái phép trong nước và quốc tế. Chiến dịch đột kích này nhắm vào các tổ chức nhập lậu vũ khí từ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp cho các nhóm tội phạm trong nước và quốc tế. Các tổ chức này mua vũ khí từ những người được phép sở hữu súng ở hai nước trên. Trong số các băng đảng mua lại súng từ các tổ chức buôn bán vũ khí, có cả nhóm tội phạm đã sát hại ứng cử viên tổng thống Ecuador, Fernando Villavicencio hồi tháng 8 năm ngoái, chỉ 11 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra. với 63 phiếu thuận và 5 phiếu trắng, Quốc hội đơn diện El Salvador đã thông qua dự thảo luật cho phép miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản đầu tư có nguồn gốc từ nước ngoài, bao gồm cả kiều hối chuyển đến quốc gia Mỹ Latin này với mục tiêu đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, việc miễn thuế thu nhập cá nhân không chỉ áp dụng cho mọi nguồn vốn mà còn không hạn chế số vốn của mỗi nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi các hoạt động kinh doanh bắt đầu có lãi, các nhà đầu tư sẽ phải đóng 30% thuế trên khoản lợi nhuận thu được với chiếc El Salvador tin tưởng chính sách ưu đại thuế đặc biệt này sẽ biến quốc gia Trung Mỹ trở thành thỏi nam châm hút vốn của giới đầu tư quốc tế nhất là khi tình hình an ninh trật tự đã được cải thiện trong hai năm qua theo số liệu thống kê trong năm ngoái quốc gia 6,3 triệu dân này đã thu hút 487 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, thương mại dịch vụ, năng lượng và giao thông vận tải. Tại Anh, chính quyền Thủ tướng Rishi Sunak đã công bố kế hoạch sửa đổi luật nhằm cấm các chính phủ nước ngoài sở hữu, gây ảnh hưởng hoặc kiểm soát các tờ báo của Anh. Bước đi này được đánh giá nhằm ngăn chặn thương vụ thâu tóm hai tờ báo Telegraph và Spectator của một liên doanh nước ngoài văn kiện này dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại thượng viện trong vài tuần tới và tiếp đó là hài diện trước khi các quy định sửa đổi chính thức có hiệu lực qua đó trao cho chính phủ quyền ngăn chặn thỏa thuận mua bán hai tờ báo anh nếu được thông qua chính phủ anh sẽ có nhiệm vụ chuyển mọi thương vụ sắp nhập báo chí tới cơ quan giám sát cạnh tranh và thị trường anh nếu cơ quan này quyết định thỏa thuận đã hoặc sẽ dẫn đến việc chính phủ nước ngoài sở hữu ấn phẩm báo chí trong nước thì chính phủ anh sẽ có quyền yêu cầu chấm dứt thương vụ Tháng 12 năm 2021, gia đình nhạc sĩ Bao Tiểu Bách ở Đài Loan thuộc Trung Quốc phải trải qua nỗi đau lớn khi cô con gái Bao Dung của họ qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh máu hiếm gặp. Để xoa dịu nỗi đau mất con, sau 2 năm, nhạc sĩ Tiểu Bách đã đăng tải một video clip lên tài khoản mạng xã hội của mình với hình ảnh cô con gái bao dung nói với mẹ cô rằng Con nhớ mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ Sau đó hát chúc mừng sinh nhật bà Tất cả là nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo Ông Bách cho biết do gia đình còn lưu giữ khá nhiều bức ảnh của con gái Nên việc tái tạo hình ảnh rất dễ Nhưng việc tái tạo giọng nói tốn nhiều công sức hơn Nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc mà ông làm việc cùng chị sử dụng ba câu tiếng Anh mà cô con gái ông nói khi gọi điện video với mẹ để tạo ra tiếng hát của cô.